Hello, good morning các bạn. Sáng nay mẹ đi đánh chơi tennis tập thể dục. Anh lấy quả, ngồi nghỉ mệt tí đã các bạn. Thể bình như thế nắng quá. Mình hay là quả mà đã thấm mệt rồi. Già là quả là phước. Florida ngày hôm nay nhiệt độ khoảng 27-28 độ C, trời rất là nắng, nhưng mà ngồi trong bóng râm thì cũng tương đối mát. Rồi mình lại chơi tiếp các bạn. Hôm nay cái sân này bên cạnh có một chú chó ra làm vận động viên nhặt bóng cho những người bên cạnh. Hôm nay trời hơi nóng các bạn, nắng gắt quá. Florida đang mùa hè cho nên là nắng rất là gắt. Thank you.
back there. Back there. Oh. You can see that. Like this. Yeah. Thank you, sir. Mình về tắm rửa đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại cho các bạn các cái video tiếp theo. Các bạn nhớ nút subscribe ở bên dưới để ủng hộ mình nhé.